cái mạch của nó chạy từ trên kia. Nó ăn từ cái dải núi ở bên Lào chạy về. Và nó đến đây nó khai khẩu, nó đến cái vụ màu sơn bắt đầu nó khai khẩu vậy. Đến cái vụ màu sơn bắt đầu nó khai khẩu. Cái sóng mạch của nó, cái sóng mạch của nó chạy đi theo này và nó chạy ra nó kết trong cái gò đất này. Cái gò đất này rất là tròn, tí nữa tôi sẽ đi xe dọc đi theo kia và tôi quay toàn bộ cái cảnh này vậy. Và đến đây nó khai khẩu, từ trên kia nó khai khẩu vào đây. Nó nhô lên cái cồn đất này, nó nhô lên cái cồn huyệt này. Và chắc chắn ở cái cồn huyệt này là cái gò huyệt kết của nó. Đấy, nó kết lên cái gò đất này. Các bạn, quý vị có thấy cái sóng mạch của nó không ạ? Đây này. Cái sóng mạch của nó trên kia là phụ màu sơn. Cái sóng mạch của nó chạy đi theo đây này. Nó chạy xuống đây, đến đây, đến đây. Nó kết lên cái gò huyệt đó. Đây, cái núi này này, cái đồi này. Đây là một trong những cái huyệt đẹp các bạn. Ở đằng kia có một cái con sông quý vị nhé. Một con sông chảy uốn lượn bên kia, chảy vòng vòng sang bên kia. Vòng sang bên kia. Đó chính là cái con sông nó ôm trầu vào huyệt nhé. Quý vị có thấy cái sóng mạch không? Cái mạch của nó chạy, nó chạy vào đây và nó kết vào cái gò huyệt đó, nó kết vào cái cồn kia. Nó kết ra đúng cái gò đất này. Đó là huyệt quyết cái vị ạ. Đi tầm long là phải tầm những cái huyệt như vậy. Có một công ty nó thầu, nó mua hết cái khu này để nó làm khu du lịch sinh thái quý vị. Nó làm khu du lịch sinh thái. Đây, cái sóng mạch của nó chạy đấy. Kìa là nó rót cái mạch vào đây. Khai khẩu bên kia nó đây là một trong những cái huyệt cực kỳ đẹp, cực kỳ đẹp chứ không đẹp, cực kỳ đẹp. Huyệt này đẹp lắm quý vị. Nhưng mà đây cũng chỉ là một tiểu địa thôi, cũng chỉ là một trong những cái huyệt nhỏ thôi, chứ không phải là huyệt đại lớn đâu. Huyệt đại lớn cũng giống như cái huyệt mà tôi quay có cái đưa lên cái đoạn video ở trên kênh YouTube của tôi ấy, quý vị xem. Có cái án con chim đại bàng Chu Tước đánh trâu về huyệt ấy. Cái huyệt đó mới là huyệt đại lớn, huyệt phát vương quý vị ạ. Bên kia kìa, cái vụ màu sơn của nó chạy ở đây này. Nó khai khẩu ra cái gò huyệt này này. Đấy, bên kia là cái đấy,
Quý vị có thấy không ạ? Tí tôi sang bên kia tôi quay cho quý vị xem. Đây, tôi đang đi qua cái sóng mạch nó chảy xuống, nó rót khí vào huyệt rồi ạ. Quý vị có thấy cái mạch của nó chảy xuống đây chưa? Đấy, đến đây nó khai khẩu đây này quý vị. Còn nó rót khí mạch vào đây này, cái sóng mạch của nó chạy đây như rồi, đang đứng ở đây, cái sóng mạch của nó chạy vào đây này. Đây này, cái sóng mạch của nó chạy vào đây này, Phù Hồ Sơn này nó chạy vào đây này, đây đây, nó chạy vào đây và nó chạy qua cái chỗ này, nó chạy vào đây. Cái cò sống của nó, quý vị có thấy chỗ đó nó cao hẳn không ạ? Cái cò đồi thấp thấp khoảng 4-5 mét kia kìa. Nó băng qua cái bên này, nó chảy này, nó rót vào cái cò huyệt lúc nãy. Tôi quay cho quý vị xem đấy. Quý vị có thấy chưa? Đây cái gò huyệt đây. Cái gò huyệt kết ở đây quý vị đây. Quý vị có thấy chưa? Đấy. Quý vị có thấy chưa? Kết là cái gò, chính là cái gò huyệt này quý vị, cái gò cồn đất đó chính là cái huyệt của nó, quý vị có thấy không? Nhìn trên bản đồ thấy nhưng quá lớn. Đây, quay cho quý vị xem, đấy, cái gò huyệt đấy. Đây là cái gò huyệt kết đây, nó kết xong cái gò đất này. Lúc nãy tôi đứng ở trên kia kìa, lúc nãy là cái con sông này, con sông nó chảy, nó ôm vòng kia, nó vòng bên kia kìa. Tuyệt quá đẹp chứ không phải đẹp đâu, huyệt này đẹp lắm quý vị ạ. Tuy là một tiểu địa chứ không phải quá lớn đâu. Tuy là một tiểu địa nhưng mà huyệt này quá đẹp quý vị ạ. Huyệt quá là đẹp luôn.
là huyệt quý vị nhé. Đây, đây cái gò huyệt của nó đây này. Cô màu sơn của nó khai khẩu, nó khai khẩu kết thành huyệt quý vị. Quá đẹp chứ không đẹp. Huyệt này tuy là tiểu địa nhưng mà đẹp lắm quý vị.